Good morning, good morning. Xin chào các bạn. Chào buổi sáng. Đây là mình đến ngay cái khu chợ Đặng Xuân nha các bạn. Cái trung tâm của thủ đô Hà Nội. Mình đi gạo gạo bên ngoài thôi, mình không có đi vào bên trong. Bây giờ mình đi băng ngang đường để mình đi qua bên chợ Đặng Xuân, nhưng mà không có đi vào bên trong để mình tìm hiểu sâu, tại vì mình còn đang đi xuống cái hồ Hoàn Kiếm nữa các bạn. Đây là người ta để cái bảng tượng trưng của anh hùng ở tại Hà Nội đó, mùa thu mùa đông năm 1946 đó, có bức tưởng niệm ở đây, có những cái người thanh niên cầm súng và cầm dao búa. Đây là bên ngoài của cặp bên vỉa hè của chợ. Bây giờ mình vào trung tâm của chợ. Đây bắt đầu mình vào cửa chính của chợ, chưa đúng cửa chính tại vì nó tam quan, cửa đó là cửa phía bên tay trái, đây là cửa chính như thế này. Thì đây bồ câu nhiều quá các bạn, nó ăn mấy cái trái cây này nó rụng xuống, rụng nhiều lắm nè, còn ăn này cây cây trước của chợ nó đang ăn cái này cái dạng đó. Mình đi tới đây là mấy cái cửa chính, có treo hình Bác Hồ, tại vì có giải SEA Games các bạn, có treo hình các bồ Bác Hồ ở giữa cái này. Thế giờ này người ta mới dọn dẹp đồ, dọn đồ ra thôi để trưng bày thôi, còn người khách đi mua thì còn ít lắm. Đây là mình bước bên trong, người khách đi mua thì chưa, nó dọn sơ sơ thôi. Nói chung là ở Hà Nội này hình như người ta thức hơi trễ hơn ở Sài Gòn. Giờ này cũng sắp sửa là 7 giờ đó các bạn. Nhưng mà thấy người ta còn thưa thớt lắm, chứ người ta không có năng động giống như Sài Gòn phải chút xíu. Nó còn một cái tầng trên nữa nha các bạn, nhưng mà mình không có lên tầng trên, tại vì mình còn đi qua bên Hồ Hoàn Kiếm. Thì ở trong cũng vậy, nó cũng có cái hầu thang đi lên tầng trên đó. Thì bây giờ mình đi ngang, đây là cái chiều ngang của cái cửa chợ là nó sắp sửa hết rồi. Đầu mình đang đi ra ngoài. Đây, mình đi ra đường lớn. Thì cái chợ, cửa chợ một bên hông của vỉa hè của phía bên tay phải ở ngoài nhìn vô là cầu Đông, phố cầu Đông. Còn mình đi ra ngoài là cái ngoài mặt đường là phố Đồng Xuân. Là đường Đồng Xuân nha các bạn. Thì đường Đồng Xuân này thì là cũng là cái chợ Đồng Xuân. Quay vào một lần nữa cho các bạn xem đó. Cái chữ nó khuất bên cái bụi cây hồi nãy nó rụng xuống mà mấy con bồ câu nó ăn đó. Cây chỗ lá cờ cao. Bây giờ trên cái đường Đồng Xuân này mình đi dài xuống Hồ Hoàn Kiếm. Mình đi thẳng lối này. Thì ở trong cửa chợ mình đi ra, mình rẽ qua bên tay trái, mình đi thẳng theo cái tuyến đường Đồng Xuân Hoàn Kiếm Hà Nội, thì mình đi thẳng xuống cái Hồ Hoàn Kiếm là hồ gom đó nha các bạn. Bắt đầu mình đi bộ về xuống. Đi đường này thì xe gắn máy mình không đi được, tại cái đường ngược chiều. Ta cho một chiều chạy lên từ dưới Hồ Hoàn Kiếm chạy lên chợ Đồng Xuân thôi. Còn mình đi bộ thì mình đi được. Đó, mình đi xe gắn máy, mình đi vòng qua phía bên tay phải của mình. Nó có một cái đường đi xuống cách khoảng cỡ 100m à. Qua anh kia có một cái đường đi xuôi theo cái đường này. Nhưng mà đi xuống, còn đường này thì đi ngược lên. Mà mình đi cái này đi bộ giống như là nếu mà mình đi xe gắn máy là ngược chiều luôn, mà không đi trên đoạn đường này được. Đây thì mình nhìn mấy cái bảng này là xe gắn máy không có đi được, nói chung các loại xe đi không được, chỉ có mình đi bộ thì mình đi trên vỉa hè được thôi. Mà mình đi nãy giờ là hơn một cây số nha các bạn, mình đi bộ hơn cây số. Loạn quanh này thì nó không có còn Đồng Xuân nữa nha các bạn, cũng là đường thẳng, nhưng mà nó là đường, nó thuộc về hàng đường. Hàng đường ở đây kêu phố với hàng đây. Mình đang đi bộ đến 12 hàng đường. Thì mình đi dài dài trên đường để mình tìm một cái quán cà phê uống. Đi nãy giờ cái mấy gần 2 cây số chưa có cái quán cà phê nào. Cố tình mình đi bộ để mình tìm cái quán cà phê mình uống mà không ra. Chỉ có ở đây sáng người ta hay uống chè nóng. Mình nhìn mọi người sinh hoạt ở đây buổi sáng làm như người ta hơi chậm chạp hơn ở trong Sài Gòn nha các bạn. Người ta không có năng động giống như Sài Gòn. Nhưng có cái đổi lại thì người ta có cái hay hơn là ta làm, ta kiên nhẫn, ta quyết tâm lắm nha các bạn. Ta kiên trì hơn cái người ở Sài Gòn đó. Đây, bên kia đó, mình có một cái tuyến đường đi song song chút đó.
rồi đi bằng các loại xe được, còn ở đây thì chỉ mình đi bộ thôi. Thì đổi lại con người ở đây người ta có cái sự kiên nhẫn, ta làm sáng ra ta nhìn ổng năng động hơi chậm một chút, khi mà khởi động khi mới bắt đầu để khởi hành đó thì người ta hơi chậm chạm chút, khi người ta làm rồi ta quyết tâm hơn người Sài Gòn. Người trong Sài Gòn, trong Nam mình thì sáng ra nhìn năng động, nhưng mà ta làm một lúc rồi đầu cái ta nghỉ, giả sử nghỉ trưa ở đây người ta không cần nghỉ trưa luôn, ta làm tới chiều, có khi tới tối luôn, ta làm hơi chậm chút mà ta làm dẻo dai, kiên trì như người Sài Gòn. Thì sáng ra sinh hoạt không phải là riêng ở tại thủ đô Hà Nội, mà mấy cái tỉnh khác mình thấy mình đi cũng sáng ra người ta cũng thức dậy rồi cũng chậm chạp, rồi dọn bán nó cũng chậm trễ hơn. Giờ này thì nó cũng qua 7 giờ trên bây giờ. Thôi mình đi bộ dài xuống chút. Đường Hà Nội thì mình nhìn vào buổi sáng mình thấy giống như thưa thớt và vắng vẻ lắm các bạn, mà thật ra không phải đâu. Vào buổi chiều và tối từ 5 giờ tới 8 giờ tối, những đoạn đường đều tắt đường hết. Xe thì chỉ có bò đi thôi chứ không có được chạy. Đi có thể chậm hơn mình đi bộ như bây giờ. Đi rất chậm, đi 2 cây số mà mất nửa tiếng đồng hồ. Thì nó tương đương với đi bộ thôi, có thể chậm hơn đi bộ. À, bây giờ mình ngắt clip tại vì mình đi xuống cái chỗ Hồ Hoàn Kiếm mình quay thêm một đoạn. Đây thì mình đi trên đoạn đường này thì nó thuộc về hàng ngang. Còn cái đường căng ngang này là thì nó hàng bạc nha các bạn. Qua cái ngã tư này thì tiếp tục đi ngược chiều nữa, mà ngược chiều xe gắn máy thôi, còn mình đi bộ thì mình vẫn đi được. Mình lọt qua đây thì cũng là một tuyến đường, nhưng mà bên này là thuộc về phố Hàng Đào, là đường Hàng Đào đó. Mình đi tới số 10 đường Hàng Đào Hoàng Kiếm, quận Hoàng Kiếm Hà Nội. Đây thì những cửa tiệm thì bắt đầu giờ này có người ta mới mở cửa, người ta hoạt động, người ta khởi động thì nhìn thấy rất chậm chạp nha các bạn. Thật ra người ta rất kiên nhẫn, cho có những cánh cửa ta mới kéo lên nó nghe cục đẹp. Thì mình đang đi đây thì phía trước mình đã thấy được cái tới cái hồ Hoàng Kiếm, hồ Gươm mà nó gần lắm, nhưng mà mình phải phóng to lên mình thấy mấy cái chùm cây đằng kia. Đây là đó chắc 50m nữa tới, chưa tới 50m. Đây thì cuối cùng mình cũng đã đi đến cái hồ Hoàng Kiếm, hồ Gươm rồi các bạn. Thì ở bên kia màu tím tím đó là mình đi xuống cặp bờ hồ. Thì còn cái con đường mà mình nói là đi xuôi đường dưới mình đó là cái phố Hoàng Gia nha các bạn. Thì đi đây ra cũng ra ngay cái hồ Hoàng Kiếm. Còn mình đó thì mình đi bên phố Hoàng Đào. Đi xe thì nó ngược chiều các bạn, xe ta chỉ có chạy vào thôi đó. Tất cả các lùi xe chỉ chạy vào là đi ra đó, còn mình đi ngược chiều đi xuống. Bây giờ mình băng ngang đường để mình đi xuống cặp bờ hồ. Thì cặp bờ hồ ngày hôm qua thì có một cái làm cái lễ hội gì đó, tại vì ở đây SEA Games các bạn, người ta tổ chức những vận động viên thể thao nó các loại, người ta chia ra chứ không phải là riêng ngay sân Mỹ Đình để bóng đá không, mà sân Mỹ Đình bóng đá rồi có thể là bóng chuyền hay là cái gì đó linh tinh, còn ta phải chia ra nhiều cái nhà văn hóa khác nữa. Còn đây ta cũng tổ chức lễ hội gì, còn để là chưa dọn dẹp, chắc mình nghĩ tối nay sẽ làm thêm nữa. Rồi mình đi ban đêm mình cũng mệt mỏi, nó có đi chơi nhiều, nó có đi quay cho các bạn xem. Bây giờ mình đi xuống bờ hồ nha các bạn. Đây thì trên bờ hồ mình đi xuống thì có một cái tòa nhà cất giống như một cái chiếc thuyền để là vua chả cá. Thì trước khi mình đi vào thì ở đây có anh công an, anh bảo vệ, chắc không có cho xe chạy vào trong cái bờ hồ. Đây thì mình đã đi đến cái bờ hồ các bạn. Bên kia thì có hồi xưa mình qua cái cầu đỏ đỏ đó, qua một cái đảo ở giữa hồ, thì ở bên đó có trưng biểu tượng cho một ông rùa hay là chú rùa là Kim Quy đó các bạn, là người hồi xưa người ta ông vua cũng gọi là thần Kim Quy đó. Bên kia đó những cái đó xây còn để cái chữ nho hồi xưa đó, màu đỏ đỏ đỏ, chữ của vua chúa hồi trước các bạn đó. Ở bên kia họ nghe, chắc mình sẽ đi qua một cái cây cầu, đó cái cầu màu đỏ hồng đó. Mình đi qua cái cầu để qua cái hòn đảo mình quay. Ở trong đó bây giờ không biết còn ông thần Kim Quy ở trong đó hay là không. Còn bên đây thì mình quay ra. Thì nó có một cái tháp. Tháp đó hồi xưa mình học bài hồi còn nhỏ, mới giải phóng lên năm 1978 đó, mình gọi là Hồ Gươm. Tháp Hồ Gươm đó. Thì ông thần Kim Quy ổng nổi lên, ổng đưa cái thanh kiếm ngay cái chỗ Hồ Gươm này.
Rồi ông vua ông lấy cái thanh kiếm đó là thanh kiếm thần để ông đi diệt giặc phía Bắc, phương Bắc. Bây giờ bắt đầu mình trở lại vào bờ. Đây những người tuổi người ta hơi cao chút, tầm 60 trở lên hoặc năm mấy, nhưng mà từ 60 trở lên thì nhiều. Ta hay xuống dưới này ta tập thể dục. Nữ hay là mấy các cụ đó, các cụ đó tầm 8-90, tóc bạc trắng. Đây bên này cũng vậy, nhóm hội này thì từ tầm 60 trở lên không, 7-80-90 vậy đó. Nhưng mà 60 là nhiều nhất, tuổi tầm về hưu đó. Mà để mình đi dài dài dài, mình chắc mình đi ngược chiều qua phía bên tay trái để cho các bạn xem. Tại vì đi bên tay trái qua cái đảo ở bên kia nó nhanh hơn, nó gần hơn. Tại vì cái bờ hồ này nó rộng lắm các bạn. Các bạn đi giá một vòng nó chắc nó tầm một cây số đó. Thì thôi bây giờ mình rẽ bên tay trái mình đi chắc cỡ nữa hồ thôi nha các bạn. Đây thì cái cặp bờ hồ nó tập thể dục, mấy người nó chạy cũng là người cao tổ luôn. Ông cụ đó ông chạy bằng xe lăn, ông bị có một chân mà ông cũng ra ông tập giống như đi tập thể dục. Cũng không. Đây là những người phụ nữ nè. Phụ nữ thì người ta đi tập thể dục rồi người ta xúm nhau lại để người ta trò chuyện. Mấy người phụ nữ thì người ta già chuyện nhiều chuyện hơn cái nam giới. Đó. Nó lâu lâu mình mới gặp một hai người trẻ, có hai người trẻ mặc áo đỏ. Đây cũng gặp em trẻ. Thì trẻ nó chắc nó nằm 10 người già có một người trẻ. Trẻ thì tầm cũng 30 mấy tuổi. Đó. Cặp bờ hồ này, người ta thì người ta chạy theo xuôi theo chiều. Đó, chạy ngược mình đó là xuôi theo chiều, còn mình đi ngược cho nó gần. Còn mình đi trên cái này thì nó là cái đường cái bảng ở trên cái bóng đèn xanh đỏ đó là để dành riêng cho người đi bộ sang đường. Nó đoạn đường này tên đoạn đường gì mình quên. Đó, bây giờ mình đang đi. Đây cũng có cá, cá to lắm các bạn, nó mới ụt lên. Đây còn những con cá bé này nó nhồi nhồi. Có những con cá to mới ụt lên quay không kịp. Thì mình ở đây mình thấy quay ra một cái cầu. Cái cầu với hai cái chữ nho ở bên hồ đó nhìn thấy rõ hơn. Đây, mình lấy. Đây là cái cầu đi qua. Thì mình đi lại tới cái cửa cầu để mình đi qua. Thì xa xa thì ở đây người ta để có cái restroom nha các bạn. Toilet đó. Nam nữ gì đó, mình tập thể dục, mình muốn tiêu tiểu đi vệ sinh thì mình ở đây. Còn ở đây thì cũng có một cái đá cho người ta bắt cái thuyền để ngồi gần thôi chứ không phải là cho đi xuống. Đây thì mình bước xuống xa cái này được. Thì mùa này nó cũng sắp sửa bước qua mùa hè, các bạn học sinh thi xong còn mấy ngày nữa nghỉ. Thì hoa phượng đó, nó cũng đỏ ở cặp bờ hồ nha các bạn. Hoa phượng đó, nhiều phượng lắm. Đây thì mình đang đi cứ trên con lương giữa đường cũng cặp theo cái bờ hồ Hoàng Kiếm. Thì trên cái đoạn đường này là đoạn đường Đinh Tiên Hoàng nha các bạn. Thì bước qua có cái đường rẽ qua bên tay trái đó là đường hồ Hoàng Kiếm. Còn đây mình đang đi ở trên giữa cái con lương đường Đinh Tiên Hoàng. Thì đây khu này buổi sáng thì sáng sớm ra thì người ta thường hay tập thể thao thể dục. Còn buổi tối thì chắc mở ra sinh hoạt đó các bạn. Các bạn thấy nhìn thấy đèn sân khấu luôn. Nhưng mà vì cái lễ hội SEA Games 21 này nè, mình nghĩ là người ta tổ chức chắc buổi tối ở đây chỗ này cũng đông vui. Đây. Tuổi lớn tuổi không? Cụ từ 60, 70, cũng có tuổi trẻ thanh niên. Đây tuổi trẻ thanh niên chắc cũng có tuổi SEA Games hay gì. Thằng đúng không? Đây. Cuối cùng mình cũng đã đi đến cái điểm đích của mình nè. Sắp sửa đến cái cầu để đi qua một cái hồ đảo bên kia để mình tham quan thử có xem có còn cái thần kim quy ngoài kia nữa. Đây thì bắt đầu mình đi quanh cặp cái bờ hồ. Có một cây này là cây không phải cây còng, tên cây gì mình tên đi quên. Gặp hoài thì có một cây nó bị chết khô cũng lâu năm lắm rồi. Bây giờ mình đang đi cặp bờ hồ nha các bạn. Cá gì á, nó bé bé nhiều cặp bờ hồ. Thì trên bờ hồ này thì hồi xưa thì mình không biết, nhưng bây giờ thì người ta xây, người ta đổ đan giáp dòng hết các bạn. Nó sợ mấy cái người dân người ta đi ra đi bước lại bước xuống hồ thì giữa tay giữa chân nó sợ nó đất nó sụp nó lở ra. Nó xây vậy nó vừa đẹp vừa sạch an toàn. Ở đây thì mình cũng thấy nguyên một cái hội người ta tập thể thao mà mở nhạc giống như là tập thái cực quyền.
bắt đầu mình đi dài đến cái cửa, mình hơi mình bỏ hơi hơi tắt ngang chút nha các bạn, mình đi lại cặp theo bờ hồ thì ở ngoài kia đúng là đi cái cửa ngoài đó, chút ra mình quay lại cái cửa rồi đó, mình đi tắt ngang chỗ cái cửa này, mình đi xuống cái hồ ngoài kia, không biết người ta có bán vé không này nữa, mình có bán vé rẻ rẻ thì mình cũng đi xuống mình thăm cái thần Kim Quy. Cuối cùng thì mình cũng phải đi ngược ra cửa nha các bạn, tại vì có người bảo vệ người ta không có cho vào. Đây là trước hết là vào cái cửa chính của thần Kim Quy thì có một cái tháp cũng để những cái chữ nho không các bạn. Đây là cái cửa. Nó mở nhạc nhiều quá mình sẽ dính bạn quỳ, chắc mình tắt cắt ngắn quá. Để mình quay ngược vô một cái. Đây là cái cửa chính mình bước vô đây nha. Trước hết thì xuống thần Kim Quy thì đây người ta thắp hương ở đây. Rồi. Nhạc nó mở nhiều quá, mình sợ dính bản quyền cho nên mình ngưng mình ở đây. Đây thì cái vé nó như thế này đây các bạn, mình vào cửa nha. Vé vào cửa đây Ngọc Sơn. Rồi cảm ơn anh. Đây thì cuối cùng mình đã lên được cái cầu này đây. Thì thời gian trước cách đây mấy chục năm mình, năm 86 mình có đến đây, mình chụp ảnh ở đây. Thì bây giờ nó cũng giống nhau vậy thôi các bạn. Cái cầu này cờ bằng gỗ nha, ván nha các bạn, ván gỗ thì cũng giống nhau thôi. Năm 86, 96, 2006, gần 40 năm rồi các bạn. Đây thì mình cũng bước trên cây cầu này, thì lúc đó chưa có vợ, còn trẻ, nhỏ. Mấy chục năm, lâu quá, nhớ là kỷ niệm xưa. Đây thì mình bước lên đây, hồi xưa mình cũng chụp hình ngay cái chỗ này, mình đứng cái thanh này. Hồi xưa thì mình có máy chụp hình thôi, còn video với camera thì hiếm có lắm. 40 năm về trước, ba mấy năm về trước mình chụp, mình lấy cái hồ gôm này, cái này chỗ ông thần Kim Quy ông nổi lên, ông đưa cái thanh kiếm cho ông vua đó, mình thích lắm, chụp lên nhìn đẹp lắm. Tại hồi đó mình học trong bài học lớp 1, lớp 2 vậy đó. Mình chụp hình này mình lấy cái kỷ niệm này. Bắt đầu mình đi dài lên. Hồi xưa thì cũng đã có ga, mình xem cũng y như bây giờ mình đi vậy thôi, thì cũng mất tiền vé y vậy đó. Bây giờ mình đang đi thì lên tới cái hòn đảo nghe các bạn. Thì từ bắt đầu ở trong cái hòn đảo thì ở giữa hồ thì mình quay ngược ra cái bờ hồ đó. Như bên kia người ta tập thể dục, bây giờ nó mở nhạc nhiều hơn như hồi trước chứ không phải như hồi trước. Hồi trước thì nó yên tĩnh hơn đó. Các bạn thấy những người bên đây là người trẻ, nói trẻ nhưng tuổi tầm ba mấy 40 đó, ta đang tập thể dục đó, tập bờ hồ đó. Thì bên đây đây cặp bờ hồ này thì phía trên đó là trên đường, nằm ở cặp trên đường đó là những cái đất gọi là đất vàng và đất kim cương các bạn. Đất ở đây thì hàng tỷ, trên tỷ, trên bạc tỷ cho một mét vuông nha các bạn. Đó. Đất đây là đất vàng, đất kim cương. Nó bắt đầu mình đi tiến thẳng vào trong chỗ cái hòn đảo nhỏ. Ở đây thì hồi trước người ta mấy thợ chụp hình ta đứng đây chụp nhiều lắm, để tôi chụp hình lấy liền. Còn bây giờ chắc ít đi. Có ông bác ông đứng chụp chắc, mà bây giờ ít đi, không phải giống như xưa. Đây, thì bắt đầu mình bước qua cái hòn đảo thì mình vào đây nha. Sao đi đâu cũng bị có nhạc chứ. Đó, ông bác này chắc ông cụ này từ xưa tới giờ ông cũng còn. Ông cũng cỡ 87 mấy tuổi. Mở nhạc nhiều quá, mình sợ dính mạng quyền. Thì mình bước vào thì mấy cái cánh cửa này người ta đóng nha các bạn. Thì thần Kim Quy ở phía trong. Thì mình rẽ qua phía bên tay phải, mình đi vào, mình không có đi bên tay trái. Thì trước đó có cái hồ, có nuôi những chú cá màu hồng. Bên này thì cũng có để những cái bình chữa lửa, chữa cháy nha các bạn. Hồi xưa thì không có, bây giờ thì có. Đâu mình đi vòng qua. Đây cuối cùng là mình thấy được hai cái chữ nho, mình không dịch được, hồi trước mình biết mà bây giờ mình lâu quá mình quên rồi. Hai cái chữ nho này, mà lúc nãy mình quay từ ở bên kia bờ hồ mình quay qua đó, mà cái chữ này chữ phía trong, mặt phía ngoài thì nó cũng y vậy thôi. Đây hai chữ nho này, có ai hiểu thì dịch giùm mình. Bây giờ mình quên cái nghĩa đó, hay là cái hai chữ này là thần Kim Quy không? Đây là cây nhãn nha các bạn, to đó, trái nhãn có đó nha các bạn. Cây nhãn này nó to, hồi trước mình đi là nó đã có rồi đó, mấy chục năm trước. Thì bây giờ mình gặp lại nó. Có những cái bụi cây gừa nó ngã ra ngoài nhìn rất đẹp nha các bạn đó.
Còn đây là cây nhãn. Đây gốc nhãn đây. Hồi đó mình đi nó trồng ngay cái chỗ này, nó còn làm cái khung để giống như là kiển vậy đó. Còn bây giờ nó to lắm mà. Có cây bông chúa. Rồi cây kia là cây sứ. Có cô này cổ làm vệ sinh, cổ rửa tách chè, tách trà. Đây cây rửa đây. À, có con sóc to kìa. Đó, sóc nó to đó. Thấy không? Đó, nó chạy lên gì xuống. Đó, 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 đó. Đây, đây, đây. To lắm. Chạy xuống nó muốn uống nước cái gì, đu cái sợi dây nó xuống dưới nó uống nước. Đây thì người ta có lót những cái thẻ đá. Đá này mà giao được nha các bạn, đá xanh đó. Đó, ta đi xuống dưới đây. Đi xuống đây có một cái chiếc cano mà ta gỡ máy cano ra rồi, cano hồi xưa bằng nhôm đó các bạn. Loại này nó hơi nặng lắm chứ không phải cano như bây giờ. Đó. Để đây, chắc để bơi quanh bờ hồ, bơi quanh hồ khi người ta có cần cái chuyện gì, có cái vợt đó kìa. Để vợt cá hay làm cái gì đó. Đây thì bắt đầu mình bước vào ở phía bên trong mà mình đi cửa sau ra các bạn. Mình đi tìm thần Kim Quy. Thần Kim Quy. Ở đây là người ta để không có quay được. Đây, cuối cùng thì mình gặp được thần Kim Quy các bạn. Thần Kim Quy này là hình thiệt đó nha các bạn. Bây giờ mình không biết có thay đổi gì không. Chống của đình thấy ồn quá. Kế bên này thì cũng có một thần Kim Quy nữa nha các bạn. Và người ta ốp sát cái gì đó. Đó, này là thật đó nha các bạn. Ốp sát nha. Đánh chống ồn quá, mình không có nói chuyện được. Tiếp không nói chuyện. Đây thì mình đi vòng qua đây. Mình ra phía sau mình quay được. Người ta đang cúng tưởng niệm gì đó nha các bạn. Người ta đang chống. Mình cũng không hiểu nữa mà người ta không cho vào trong để quay những cái chỗ thần linh ở trong đó. Đây có ai đọc được những cái chữ này thì mình quay cho những chữ này cho các cô, các chú, các bác để đọc những cái chữ nho này nha. Đó. Chữ này hồi xưa vua chúa, ông chào vua cũng không biết á. Nhưng mà ông lấy đọc được, mấy người quay chậm chậm chậm. Có ai chụp hình lại để dịch ra những cái chữ này. Đây, nguyên cái tượng đá xanh này người ta khắc. Khắc vào đây, chữ nổi. Hôm qua là nổi chữ khắc sâu vào các bạn. Lâu đời lắm rồi. Hồi trước mà đi cách đây 40 năm thì nó cũng đã có cái bia đá này. Các cái chữ là để mà nói là về thành Kim Quy gì đó. Nhưng mà mình không biết đọc. Thì có ai biết đọc thì xem chụp hình chữ này lại để dịch ra. Đây thì mình bước qua ngoài cái cửa. Chỗ này là lối vào. Bước ra ngoài cái cửa có những cái trái bưởi nha. Bưởi thật nha các bạn. Bưởi thật đây. Bưởi thật nhưng mà cái cây bưởi này bưởi kiển kiểu như người ta ghép á, người ta để ở trên cái chậu, hai bên có hai cái chậu bưởi. Ở đây thì người ta cũng có người quét dọn lau chùi vệ sinh cho nó sạch sẽ, cho khách có đến tham quan du lịch nhìn cho nó đẹp đẹp chút cho nó mát. Đây cây mai trắng, mai kiến thủy. Đây cái lá cờ của Phật hội ở đây. Ở phía trước thì người ta để cái chữ gì, mấy chữ gì màu đỏ đỏ, mình quay ngược chiều mình không có nhìn thấy được mấy cái chữ đó. Thì hồi nãy mình đứng ở trong bờ bên đó của những người mặc áo vàng tập thể dục, mà chắc bên đó bên Pháp Luân Công, đúng rồi. Thì hồi lúc mà mình đi nãy thì mình đứng bên đó, mình quay qua bên đây thì có mấy cây phượng đỏ, nó báo hiệu cho mùa hè đó các bạn, đẹp lắm nha. Đó, những người Pháp Luân Công.
Nói chung là nhiều môn phái, anh thấy cực quyền hay là yoga, ta đi lên bờ hồ này để ta tập thể dục nó thoáng á các bạn. Là ở đây là mùa thu là đẹp lắm, lá rụng rồi nó ra lá, ra lá màu hồng 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 đẹp lắm. Rồi nói chung bây giờ mình nhìn thấy cũng đẹp, nhưng mà trời thấy hơi làm như sương mù, nó hơi mờ mờ, nó không có trong cho lắm. Đây thì ở ngoài mình quay vào, ở trong đó người ta đang có một cái hội để người ta đọc kinh lễ gì đó, người ta không cho mình vào quay ở trong, mình không biết, mình vô tình mình định quay thần Kim Quy thôi đó. Hồi nãy người ta đánh trống nha, tùng 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 ở bên đó, đó. Thì bây giờ mình đi qua đây, đây người ta còn đang cúng kiến là làm lễ ở chỗ này. Thì ở đây nó có cái cầu nghe các bạn, người ta mở nhạc lớn quá mình sợ dính bản quyền. Đây có cái cầu cá cũng nhiều lắm các bạn, nó nục đi xèo đây. Thì đây thì mình đứng ở sát cây cầu này cũng ngắn đó các bạn, thì mình đứng sát mấy cầu để mình quay vào. Đây thì ra cái cửa cũng có để những cái tượng trưng của anh hùng hồi trước năm 50. Người ta làm những cái bia đó, quyết tử, để cái gì tổ quốc quyết sinh. Thì trước cửa cổng này cũng có anh thanh niên trẻ này, anh cũng chụp ảnh, nó trẻ nhưng cũng 40 ở ngoài. Chắc mình quay một đoạn clip nữa, thì mình xin phép mình ngưng để mình quay ngược về khách sạn tắm rửa để ra sân bay. 1000, không phải là ngàn năm mà 1010 năm, Thăng Long Hà Nội các bạn. Cảnh nhìn những cái cây, những cái khung cảnh nhìn nó vắng trống như thời thời xưa, cảnh buồn buồn. Ở đây trời nắng lên chắc cũng mát mẻ, cây xanh nhiều. Mình quay lại cái cửa mình đi dài rồi. Đây giờ này thì ta tập thể dục nó về bớt, còn có số ngồi tập thể dục mà chưa về còn ngồi nghỉ mệt thôi. Mình bye bye hồ Hoàng Kiếm, hồ Gôm, mình quay về sân bay Nội Bài, về khách sạn tắm rửa xong rồi ra sân bay Nội Bài. Quá mình phải về Trần Nam hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn các clip sau, bye bye nha.